Hello anh em, cơ giới Hải Đăng xin chào tất cả bà con cô bác anh chị em gần xa thân mến. Dạo này cũng miền Nam thì mưa gió thất thường quá, mà bãi thì xe còn rất nhiều. Thì hôm nay em cũng xin làm một cái video là hôm nay những cái dòng máy xích 55 nha. Bên em bên Hải Đăng sẽ sổ hết, xả lỗ hết luôn, lỗ vốn luôn để ra những cái dòng 55 bánh xích, xả lỗ vốn cho bà con anh em làm luôn. Thì bà con anh em nào mà cần cái dòng 55 này cứ alo cho em. Bây giờ em sẽ quay vòng vòng và em nói những cái câu xe nào xả lỗ và giá cả thực tế cho bà con nha. Cơ giới Hải Đăng xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu. Chúng tôi chuyên mua bán và trao đổi các dòng xe cơ giới như máy xúc, máy lưu, máy ủi và cung cấp phụ tùng chính hãng từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản với tiêu chí mua thật, bán thật, giá trị thật. Hải Đăng cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng cao và hoàn hảo nhất. Xin liên hệ hotline 0383 641 461. 0901 540 847, địa chỉ hẻm 301 Bùi Hữu Nghĩa, Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai. Cơ giới Hải Đăng, bền bỉ chất lượng cùng năm. Dạ, hiện tại bên cơ giới Hải Đăng thì cái dòng bánh xích 55 thì cũng còn khá là nhiều. Thì hôm nay em quyết định là bên em sẽ xả ra những cái con máy bánh xích 55 nha. Thì nó những cái dòng này nó bao gồm là Doosan này, IHI, Komatsu. Thì hiện bên em thì vẫn có Doosan này. Doosan là đời 208 nha. Nó Doosan đời 208 bánh xích nha. Nhập khẩu 100% luôn. Thì bây giờ cái mà bà con anh em cần biết nhất, quan tâm nhất đó là cái giá. Thì em cũng xin công khai giá luôn, thì bên em sẽ quyết định xả lỗ hết tất cả những con máy bánh xích 55 nha, như là bao gồm dòng Doosan, AFI và Komatsu. Thì Doosan thì bên em vẫn còn là bốn bốn con Doosan bánh xích đời 2008 nha, một con AFI cũng 55 đời chín mấy đây, và một con Komatsu 45 trừ một. Thì cái giá của các những em xích 55 này thì bên em sẽ xin xả lỗ với cái giá là 185 triệu. 185 triệu nha, đã xả lỗ rồi thì anh em biết rồi. Thì bình thường cái giá lâu nay thì dòng Doosan này á thì giá nó dao động từ 220 đến 230 nha. Nhưng hôm nay là bên em sẽ xả lỗ luôn. Xả lỗ vốn để thu hồi vốn để làm mua các dòng khác về cho bà con lựa chọn. Thì em xả lỗ từ 223 bây giờ xả lỗ luôn, chấp nhận lỗ vốn luôn, là còn 185 triệu cho bà con anh em làm luôn, cho bà con anh em, những anh em nào khởi nghiệp nè. Rồi thì em cũng ké ở đây, thì bên em bánh lốp thì bên em vẫn còn một con bánh lốp Hyundai nè, 55 đời 2008 nè, là toàn bộ xe nhập khẩu nha. Em này hàng giá 460 triệu nha, có tháo lắp nhanh đầy đủ. Đó, riêng dòng Doosan với lại thì chị em xả lỗ. Các nói chung là tóm lại là các dòng máy xích 55 xả lỗ 185 triệu cho bà con anh em nào, anh em khởi nghiệp nữa không? Với cái giá tiền này con xe này về làm thì mau lấy lại vốn thôi. Thì bên tụi em này chấp nhận lỗ vốn thì anh em nào mới khởi nghiệp thì cái giá này thì về làm ok. Đây, em bên em vẫn còn bốn con Doosan và một con y xả luôn em này luôn. Đó, con Komatsu 45 trừ 1 nha, chất nghĩa địa luôn, 185 triệu luôn. Rồi EHI đây, EHI 55 thì em còn EHI 55 thì duy nhất còn con này. Đó, 55 nha. AI 55 này là em này là có điều hòa luôn nha. Đó. Con AI 55 này có điều hòa luôn, xả lỗ cho anh em luôn. Bên cạnh nó là có một con
Yamaha VO75 ha. VO75. Xe này cũng đã sử dụng Việt Nam rồi, nhưng mà nó vẫn còn chắc nghĩa địa luôn nha. Thì em cũng xin báo giá con Vio này luôn, anh em nào lấy thì 250 triệu là lên đường nha. Rồi, đồng thời em cũng có vẫn còn tồn kho một con Kobe nè, SK60-1 nè, đời 92 nè. Con này tồn kho cũng lâu rồi thì em cũng xin xả luôn. Thì anh em nào mà thích cái dòng này, cần cái dòng này thì khoảng 3 đồng 1 là em cho lên đường. Chứ ngày xưa em này là phải nằm giá hả? Từ 340-350 trở lên nha. Em này em xả luôn. Chứ cần á, anh em nào mua được 3 đồng thì đẩy luôn. Nó còn nhiều rất là nhiều xe nha. Thì em quyết định thì em bên em sẽ xả hết, xả lỗ, chấp nhận lỗ vốn những cái con bánh xích 55 để cho thu hồi vốn thôi. Ở trong xa xa kia thì bên em đang mới về một con Hitachi này, Yashic 120-1. Đó. Thì chỉ còn xong cái dọn rửa nữa là em sẽ ra một cái video cụ thể cái con Yashic 120-1 này cho bà con anh em nào tham khảo luôn nha. Rồi bà con anh em nào mà quan tâm, những anh em nào mới khởi nghiệp quan tâm thì cứ bốc máy lên alo cho em. Số điện thoại thì luôn có trên màn hình, alo cho em để được tư vấn hoặc là kết nối, tư vấn kết nối và để tham khảo. Bà con anh em ủng hộ cho bên Cơ Giới Hải Đăng nha, rất chân thành cảm ơn tất cả bà con anh em đã quan tâm. Thôi em xin nhắc lại, bên Cơ Giới Hải Đăng sẽ xả lỗ vốn tất cả những dòng xe bánh xích 55 đó. Cụ thể là Dosan đời 2008 và IHI, và trong đó có một con Komatsu 45-1 nữa, thì sẽ xả lỗ với cái giá 185 triệu. 185 triệu là bà con anh em sẽ được một cái con máy xích 55 nhập khẩu 100% nha. Và những cái dòng này thì những con này thì có con thì còn điều hòa, con thì không có điều hòa nha. Đó, rõ ràng như thế, với cái giá 185 á thì anh em lựa con nào có điều hòa thì nhớ điều hòa, mà không có thì chịu không có nha. Còn cái giá ngay lúc trước 220-230 thì em sẽ bao có điều hòa cho bà con anh em luôn. Thì hôm nay cái giá xả lỗ 185 triệu là hên xui, con nào có thì chó, không có thì chịu không có nha. Rồi anh em bà con nào thì quan tâm thì kết nối giùm em nha.